Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Thôn Phệ Tinh Không tập 102. Ở cuối tập trước, sau khi địa cầu, Hoa Hạ Quốc, thành phố căn cứ Giang Nam, thành Dương Châu. Trong thành Dương Châu, nếu nói tiểu khu sang trọng xa hoa bậc nhất thì không thể nghi ngờ chính là Tây Hồ Biệt Viện. Tây Hồ Biệt Viện chiếm diện tích rất rộng, hồ nước sông đào trong khu này còn được cải tạo theo hình dạng của sấu Tây Hồ ở Dương Châu thời trước Đại Niết Bàn. Hai bên sấu Tây Hồ đã được cải tạo, cũng trồng rất nhiều cây cối. Cả Tây Hồ Biệt Viện tổng cộng có 12 căn biệt thự hạng sang. Cho dù là thời đại thành phố căn cứ thì vẫn còn tồn tại đặc quyền. 12 hộ đó nếu không phải có liên quan với hệ thống quân đội thì cũng có những khoản tiền khổng lồ, có sức mạnh lớn lao trong xã hội. Lập tức, đem theo tất cả vật dụng quan trọng nhanh chóng rời đi, 15 phút nữa là cả Tây Hồ Biệt Viện sẽ không còn tồn tại. Nhanh, 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 nhanh lên một chút. Những chiếc ô tô nhanh chóng chở đồ đạc quan trọng rời đi. Còn trên không trung ba chiếc đĩa bay chiến đấu cũng đang lơ lửng để nhanh chóng thúc giục. 12 hộ này chính là những đại gia đang có địa vị vô cùng cao quý, vậy mà bây giờ phải bối rối nhanh chóng chuyển đi. Trời, là do thủ trưởng cao nhất trực tiếp hạ lệnh. Tây Hồ Biệt Viện chúng ta chiếm diện tích dù to, nhưng tiểu khu Giang Nam Sơn Thủy ở thành phố trung tâm còn to hơn nhiều, sao lại đuổi chúng ta đi? Trong những chiếc xe con xa xỉ, người nhà thuộc gia đình của các đại gia giận dữ vô cùng, nhưng cũng căn bản không dám nổi giận. Họ cũng biết, lệnh này đến từ cấp lãnh đạo ra quyết sách của Hoa Hạ Quốc. Khi phi thuyền của La Phong xuất hiện trên không trung ở Tây Hồ Biệt Viện Dương Châu Thành thì cả tiểu khu ngoại trừ quân đội đứng ra nghênh đón cấp trên, không còn bất luận kẻ nào khác. Hiệu suất thật cao, ta vừa điện thoại xong không đến nửa giờ. Hơn nữa còn đem cả Tây Hồ Biệt Viện tốt nhất cho ta. 45 phút sau, hai chiếc xe con ra khỏi tiểu khu Minh Nguyệt, đến Tây Hồ Biệt Viện. Bốn chữ này gọi là Tây Hồ Biệt Viện, đúng không? Trên xe ô tô, La Phong để hai con trai ngồi trên đùi. Cậu nhóc La Hải đã có thể đọc được bốn chữ treo ở cửa chính tiểu khu. Năm nay Bình Bình và Tiểu Hải đều 3 tuổi được Từ Hân và ông nội dạy dỗ, đích xác cũng biết không ít chữ Hán. Đến cả đường thi Tống Từ cũng có thể đọc được không ít bài. Tiểu Hải thật thông minh, La Phong hôn Tiểu Hải một cái. Ba, chúng ta tới đây làm gì? Bình Bình cũng nói. Đúng đó, La Phong. Anh còn chưa nói tới Tây Hồ Biệt Viện làm gì, Từ Hân ngồi bên cạnh cũng không khỏi thắc mắc mà hỏi. Đợt lát nữa mọi người sẽ biết, La Phong cười. Ở phía sau, trên một chiếc xe khác, cha mẹ và vợ chồng chú em cũng đều lâm vào cảnh nghi hoặc. Tiến vào Tây Hồ Biệt Viện, xe chạy dọc theo bãi cỏ lượn một vòng. Đám người La Phong có thể thấy toàn cảnh sấu Tây Hồ tuyệt đẹp, còn có cả những hàng dương liễu hai bên bờ sấu Tây Hồ đang khẽ lay động trong gió. Cảnh sắc Tây Hồ Biệt Viện đích xác tuyệt đẹp. Còn ở bãi cỏ xa xa, trước kia hẳn là nơi 12 căn biệt thự độc lập. Còn bây giờ, một pháo đài chiếm diện tích chừng 1 km vuông cao ngất đến gần 60 thước vô cùng mỹ lệ. Cả pháo đài tựa như một pháo đài quỷ quái trong truyền thuyết. Chỉ thấy trên vách tường pháo đài đều có một vài loài thực vật dây leo. Những thực vật dây leo đó bò đầy hơn phân nửa vách tường pháo đài, tựa hồ sinh trưởng ở đây đã rất nhiều năm. Đây là... Cậu em La Hoa kinh hãi. Thành Dương Châu chúng ta lúc nào lại có một pháo đài như vậy? Ông bố La Hồng Quốc cũng hơi kinh ngạc, pháo đài cao như vậy thì lúc kiến tạo khẳng định phải bị phát hiện chứ. Đúng, hơn nữa chung quanh còn có dây leo bò quanh tường, khẳng định đã sinh trưởng rất lâu, La Hoa gật đầu lia lịa. 12 căn biệt thự đâu? Từ Hân rất nghi hoặc, cuối giờ chiều nay em còn gọi điện thoại với một bạn làm ăn, ông ấy sẽ tới ở trong Tây Hồ Biệt Viện mà. La Phong mỉm cười. 12 căn biệt thự đã bị mình thu vào không gian giới chỉ rồi. Đây là phương pháp phá bỏ và rời đi nhanh nhất. Còn pháo đài, dưới sự hợp lực của gần ngàn nô lệ thì việc lắp đặt quả thực nhanh hơn hẳn đội lắp ráp khí chức của những người bán pháo đài. Vì mỗi nô lệ thấp nhất cũng là cấp hành tinh bậc 9, sức mạnh của họ đều kinh người. Không cần phương tiện máy móc, cứ dùng sức người nâng lên mà di chuyển nên nhanh chóng vô cùng. Những dây leo trên vách tường là loại dây leo đặc thù chuyên để trang trí, tương đối phổ biến ở trong vũ trụ. Mở cửa, La Phong nhìn pháo đài, hô lớn. Cánh cổng pháo đài mở ra, vô số tôi tớ mặc đồng phục chỉnh tề nhanh chóng chạy ra, đội ngũ rầm rầm rộ rộ làm vợ chồng La Hồng Quốc cung tâm lan. Vợ chồng La Hoa Chân Nam, Từ Hân và cả hai chú nhóc đều kinh ngạc nhìn đám người này. Gần ngàn cường giả chỉnh tề, toàn bộ khẽ khom lưng, hành lễ với La Phong, vang lên thanh âm điện tử chỉnh tề chủ nhân. Đám nô lệ này đều không hiểu 66 ngôn ngữ trên địa cầu. Do đó La Phong đem phần mềm phiên dịch để chuyển tiếng thông dụng vũ trụ thành các loại ngôn ngữ tiếng Hán, tiếng Anh, tiếng Đức vân vân trên địa cầu, cài đặt vào phụ trợ quang não của họ. Trong vũ trụ, phụ trợ quang não thật sự rất phổ biến. Giá những nô lệ đều rất cao,
Đám buôn nô lệ đương nhiên phải trang bị phụ trợ quang não tốt nhất để bọn họ có thể dùng ý niệm trao đổi qua phụ trợ quang não với chủ nhân tương lai. Muốn nói cái gì, có thể để phụ trợ quang não phát ra âm thanh điện tử bằng tiếng địa cầu. Đây là... cái này. Đám người Từ Hân đều hơi ngỡ ngàng. Đây là tôi tới nhà chúng ta, cũng là đội bảo vệ của nhà chúng ta. La Phong tóm tắt qua mà nói như vậy. Đợt lát nữa ta sẽ nói lại. Đi, chúng ta vào xem. Pháo đài này cũng là thu hoạch lúc ta ra ngoài một tháng. Pháo đài này rất tiên tiến, rất nhiều trang thiết bị khoa học kỹ thuật rất xa hoa. Đây là loại thiết kế cho các ông trùm trong vũ trụ. Chỉ cần đi một vòng, dùng thử một lần, bất luận là ông già hay trẻ nhỏ, ai ai cũng đều thích pháo đài này. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời vừa mới hồng rực ở đằng đông thì đã có hai luồng lưu quang từ xa xa bay về phía Dương Châu. Đây là pháo đài mà Tiểu Tam Tử nói qua điện thoại à? Quái lạ nhỉ? Giữa không trung, Lôi Thần đầu chọc áo bào trắng thấy Tây Hồ Biệt Viện có một pháo đài cao to rộng lớn mà hơi ngẩn người. Hả? Hồng mặc áo đen từ trên cao nhìn xuống, khẽ mỉm cười lão nhị, nhất định phải bắt chẹt lão tam cho ngon nha. Lôi Thần đáp xuống đầu tiên, ha ha, Hồng cũng đáp xuống theo. Cả pháo đài có hệ thống phòng ngự tự động cực kỳ tiên tiến, nhưng La Phong đã sớm cài đặt cho nó chế độ quy định Lôi Thần và Hồng là bằng hữu. Do đó khi hai người Lôi Thần, Hồng hạ xuống thì không bị pháo đài công kích. Đại ca, nhị ca, nhanh nhanh vào đây, La Phong ở trên sân thượng cao nhất của pháo đài. Hồng và Lôi Thần đáp xuống sân thượng. Tiểu Tam Tử, ngươi lại biến liền trong một tháng, ngươi. Lôi Thần như ăn phải hỏa dược. Nhị ca thân ái, nếu ngươi không im miệng, những tin tức lần này ta cực nhọc vất vả mạo hiểm sinh mạng nguy hiểm tiến vào vũ trụ một chuyến sẽ không nói cho ngươi nữa, La Phong chế nhạo. Lôi Thần cứng người lại. Hồng cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Tiến vào vũ trụ. Lão Tam, không. Tam đệ thân ái, ta sai rồi. Ta sai rồi, Lôi Thần mắt lóe sáng. La Phong cười vào nhà rồi nói. Bên trong phòng. Các ngươi cũng đã bái nhập Vẫn Mặc Tinh nhất mạch, cũng biết lúc trước, ta là truyền nhân duy nhất Vẫn Mặc Tinh nhất mạch. Do đó ta tự nhiên cũng có sinh mạng trí năng phụ trợ, La Phong nói. Ngươi và đại ca đều có trí năng quang não phụ trợ, mà ta lại không có, Lôi Thần nói thầm. Hồng Liên nói tiếp tục nghe La Phong nói đi. Ở di tích văn minh cổ số 12, ta phát hiện ra phi thuyền màu đen. Hành lang laser của chiếc phi thuyền màu đen đó vẫn luôn được duy trì. Hiển nhiên năng lượng luôn được cung ứng, cũng không hư hao gì nhiều, La Phong trịnh trọng nói, do đó dựa vào sinh mạng trí năng phụ trợ, sửa chữa duy tu, có thể khởi động tiến hành xuyên không gian vũ trụ. Lôi Thần, Hồng sáng mắt lên, họ cũng có được rất nhiều tri thức, biết xuyên không gian vũ trụ là gì. Sau khi xuyên toa vũ trụ, ta tiến về một tinh cầu cách địa cầu chúng ta chừng vạn năm ánh sáng, đó là cầu Long Tinh, La Phong bắt đầu kể lại chuyện này. Ngoại trừ tin tức về việc sư phụ chủ nhân Vẫn Mặc Tinh lưu lại cho mình những di vật, tài khoản ngân hàng. Những tin tức đặc thù tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, những việc khác thì La Phong cũng không hề giấu giếm. Một mạch nói từ đầu đến đuôi, hai người Lôi Thần, Hồng nghe mà ngẩn người ra. Họ lúc trước từ những tư liệu trong xác những hạm đội không gian rơi xuống, đích xác đã nghe nói là cấp hàng tinh là cao thủ tuyệt đỉnh trên một tinh cầu bình thường. Do đó Hồng, Lôi Thần mới luôn luôn cố gắng trở thành cấp hàng tinh, có sức mạnh để bảo vệ tinh cầu mình. Nhưng bây giờ nghe La Phong nói như vậy. Trong vũ trụ mệnh mông, cấp hành tinh chỉ có thể coi như có thể đủ để kiếm cơm. Cấp hàng tinh cũng coi như là một cao thủ tinh anh mà thôi. Không thấy La Phong liền một lúc mua nhiều nô lệ như vậy sao? Nhiều nô lệ như vậy à, Lôi Thần lẩm bẩm nói. 16 cấp hàng tinh, Hồng cũng cảm thấy như 16 tòa núi lớn đứng sừng sững. Còn nữa, việc về Tử Quang Lộ, ta nghĩ như vậy. Đại ca nhị ca, các ngươi thấy thế nào? La Phong nhìn Hồng và Lôi Thần. La Phong, ngươi làm đúng, Hồng gật đầu, trán đổ mồ hôi hột, nghe ngươi nói như vậy, ta cũng hơi run. Địa cầu chúng ta giữa vũ trụ bao la đích xác chỉ là một giọt nước trong biển rộng, quá yếu ớt không ra gì. Nếu chỉ dựa vào ba người chúng ta thì rất khó. Do đó phải dựa vào việc cả chủng tộc quật khởi. Đúng, Lôi Thần cũng gật đầu lia lịa. 10 vạn tấn Tử Quang Lộ này ta sẽ cứ 10 năm một lần phân phối cho chính phủ các nước, La Phong khẽ nhíu mày, nhưng đội nô lệ làm bảo vệ của ta, bây giờ có nên nói cho các nước không nhỉ? Ta đang do dự. Việc này, Lôi Thần chần chừ. La Phong có đội nô lệ làm bảo vệ thật sự quá mạnh. Đặc biệt là ba cấp hàng tinh bậc 7 mạnh nhất, còn mạnh hơn thôn phệ thú lúc trước nhiều. Tùy tiện một người đã có thể quét ngang địa cầu. Thế lực vô cùng khổng lồ như vậy, nếu nói cho chính phủ các nước, quả là một vấn đề. Tạm thời không thể nói, Hồng tỏ vẻ nghiêm túc, trịnh trọng nói, La Phong, nếu ngươi đã quyết định nói cho họ biết về sự tàn khốc, về sự thật của vũ trụ. Hơn nữa giao cho họ Tử Quang Lộ. Nếu để họ cảm giác cơ mót đội bảo vệ mạnh mẽ như vậy bảo vệ địa cầu, nếu như không có nguy cơ uy hiếp thì hiệu suất của họ sẽ rất thấp.
Chỉ có để họ có cảm giác nguy cơ mới có thể tìm mọi cách gia tăng số lượng võ giả, đẩy tốc độ tiến hóa của nhân loại nhanh hơn. Ta đồng ý, Lôi Thần gật đầu. Vâng, La Phong khẽ gật đầu. Sau này thế giới phải làm gì, La Phong đã hoàn toàn nắm chắc. Hoa Hạ Quốc, 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10. Trời cuối thu mát mẻ, thời tiết rất đẹp. Tây Hồ Biệt Viện hôm nay trở thành trung tâm của cả địa cầu. Quân đội đã bảo vệ nghiêm ngặt Tây Hồ Biệt Viện, đường phố chung quanh đều giới nghiêm. Những chiếc phi cơ chiến đấu đến từ các nước trên thế giới, các thành phố căn cứ hạ xuống bãi cỏ phía Tây Biệt Viện. Những nhà lãnh đạo năm đại cường quốc đều tề tụ về đây vì hôm nay có hội nghị quan trọng do một trong ba đại cường giả trên địa cầu La Phong triệu tập. Đội bảo vệ cực mạnh dưới trướng La Phong đều đóng ở lầu Tây pháo đài, không một ai tới làm khuấy đảo. Còn chịu trách nhiệm chiêu đãi là những nhân viên đặc trách của Hoa Hạ Quốc thu xếp. Ở lầu chính pháo đài, đại sảnh hội nghị lầu một lấp lánh ánh đèn rực rỡ. Cạnh chiếc bàn tròn siêu lớn có không ít nguyên thủ các nước, các nhà lãnh đạo thành phố căn cứ niềm nở trao đổi. Địa cầu tổng cộng có 5 đại cường quốc và 25 thành phố căn cứ độc lập. Những thành phố căn cứ độc lập chủ yếu là đến từ vùng châu Á, châu Nam Mỹ, châu Phi. Những tốp người da đen, người da trắng trò chuyện với nhau. La Phong là chủ nhân cùng hai vị huynh đệ Hồng và Lôi Thần đang đứng ở cửa đại sảnh pháo đài, nên đón các vị lãnh đạo tham dự hội nghị. Reng reng, hội nghị chính thức bắt đầu. Khoảng không phía trên chiếc bàn tròn khổng lồ chợt lóe lên làm tất cả các lãnh đạo đều kinh hoàng. Không trung lóe lên rồi từ từ hồi phục, hiện ra một hình chiếu ba chiều giả định. Đây là hình chiếu giả định bầu trời sao mênh mông. Các vị, La Phong đứng lên, Hồng và Lôi Thần vẫn ngồi. Ánh mắt La Phong đảo qua tất cả các lãnh đạo xung quanh, trầm giọng nói hội nghị hôm nay có tầm quan trọng không hề thấp hơn thời kỳ Đại Niết Bàn, cũng không thấp hơn chiến dịch thôn phệ thú. Rào, tất cả lãnh đạo đều ồ lên. Mọi người xem đây, La Phong chỉ vào màn chiếu bầu trời sao phía trên bàn tròn, đây là vũ trụ. Vũ trụ mênh mông, tin rằng mọi người đều biết trong vũ trụ cũng có nhân loại, có sự sống tồn tại. Hơn nữa phòng trừng những người có mặt ở đây cũng đã biết được rất nhiều. Địa cầu chúng ta nằm trong hệ ngân hà, chỉ là một trong hơn 20 vạn hành tinh có sự sống. La Phong nói thẳng, trên màn hình giả định nhanh chóng hiện lên những hành tinh, trong đó thì hình ảnh Bạch Lan Tinh có cả mặt cắt, rồi sau đó tất cả hành tinh thu nhỏ lại, xuất hiện hình hệ ngân hà khổng lồ. Mà giải ngân hà, hệ chòm sao bối tháp vân vân gồm 8 hệ liên hành tinh lớn tạo thành Ngân Lam Đế Quốc. La Phong vừa nói thế, tất cả mọi người có mặt đều khiếp sợ. Đại đế quốc thống trị 8 hệ liên hành tinh. Cường đại như thế nào? Khổng lồ hơn địa cầu không biết bao nhiêu lần. La Phong nghe thấy đám lãnh đạo xì xầm thấp giọng thảo luận, không khỏi trịnh trọng nói xong. Ngân Lam Đế Quốc lại vô cùng nhỏ yếu, thuộc loại quốc gia vũ trụ cấp độ thấp nhất, vô cùng yếu. Sao có thể chứ? Ở nhóm thấp nhất à? Đây là nói tới 8 hệ liên hành tinh lớn, một hệ liên hành tinh cũng có trên 20 vạn hành tinh có sự sống, là tầm cỡ đế quốc khổng lồ như vậy. Đám lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo các thành phố căn cứ vốn biết rất ít, lúc này hoàn toàn ngỡ ngàng. La Phong vẫn tiếp tục lạnh lùng giới thiệu về vũ trụ. Nửa giờ sau, phòng hội nghị vô cùng yên tĩnh. Ta giới thiệu cho mọi người một chủng tộc, La Phong chỉ lên không gian trên bàn tròn, lập tức màn hình giả định chợt biến đổi, xuất hiện một hành tinh khổng lồ. Trên hành tinh đó vẫn có những bóng người phi hành lướt qua. Đây là hành tinh có một chủng tộc nhân loại sinh sống ở đó, gọi là tộc Hắc Mông. Tộc Hắc Mông có số lượng người đạt tới cấp hành tinh vô cùng nhiều, phải lấy đơn vị trăm vạn để tính, mà trong đó còn có cấp hàng tinh. Số lượng võ giả cấp hàng tinh tinh thần niệm sư càng kinh người hơn. Trong đó cấp hàng tinh bậc 5 bậc 6 cũng có rất nhiều. Các ngươi phải biết, cấp hàng tinh bậc 5 bậc 6 đặc trưng cho cái gì không? Có nghĩa là mỗi một người đó đều tương đương với con thôn phệ thú lúc trước. Trong Hắc Mông tộc, có rất nhiều người cường đại hơn con thôn phệ thú nhiều. Lời giới thiệu của La Phong làm các nhà lãnh đạo vô cùng tò mò. Biết là vũ trụ mênh mông, nhưng bây giờ La Phong lần đầu tiên lại giới thiệu về chủng tộc. Theo đạo các nước, hẳn là một chủng tộc tương đối cường đại trong vũ trụ. Cường đại thật, có nhiều người thực lực vượt qua cả thôn phệ thú. Số lượng siêu cấp chiến thần, phải tính hàng trăm vạn. Quả là điên rồi. Quá điên, cấp hành tinh mà dễ dàng đạt tới như vậy sao? Địa cầu chúng ta cộng lại cũng không tới 100 nguyên thủ các nước, lãnh đạo các thành phố căn cứ nhìn màn hình giả định vẻ hâm mộ. Đến khi nào thì, địa cầu mới có thể theo kịp tộc Hắc Mông? Trên địa cầu bây giờ chẳng hề có một cấp hành tinh nào. Một cấp hành tinh bậc 1 trên địa cầu đã là nghị viên chiến thần cung. Địa vị có thể so với lãnh đạo quốc gia. Có điều là tộc Hắc Mông lại nhiều vô số kể. Không thấy đầy trời trên hành tinh người ta có vô số cấp hành tinh bay qua lại sao? Tộc Hắc Mông là một chủng tộc bị nô dịch trong vũ trụ, La Phong trầm giọng nói. Các lãnh đạo trong sảnh hội nghị đều ngơ ngác cả loạt.
chủng tộc mạnh hơn địa cầu ngàn lần vạn lần, là chủng tộc bị nô dịch sao? Vô số dân chúng cả chủng tộc đó đều là nô lệ. Họ là nô lệ, thế hệ sau của họ, con cháu họ vẫn là nô lệ. Loại nô lệ bị người ta cài sinh vật tâm phiến để khống chế làm nô lệ, là nô lệ bị buôn bán như hàng hóa. Đời con đời cháu, thế hệ này sang thế hệ khác không cách nào thay đổi. Âm thanh của La Phong lạnh lẽo như đến từ địa ngục, làm tất cả lãnh đạo ở đây không khỏi run sợ. Không ít người đổ mồ hôi trán. Đời con đời cháu, mãi mãi, là nô lệ, bị buôn bán như nô lệ. Xin hỏi La tiên sinh một câu, làm sao người biết? Nữ tổng trưởng lý Âu Minh Quốc đứng lên hỏi. Bởi vì ta đã đi vũ trụ một lần, La Phong trầm giọng nói, thực sự là chúng ta bị che lấp trong vũ trụ. Đã bay vào trong vũ trụ mênh mông, La Phong đã đi qua. Các vị, La Phong nhìn về phía các vị lãnh đạo, ta mời mọi người tới đây để nói cho mọi người biết, tin rằng tất cả mọi người đều đã hiểu. Về phần các ngươi tin hay không tin thì rất đơn giản. La Phong quay đầu nhìn ra cửa đưa lên. Lập tức một nhân viên công vụ cầm một mũ giáp màu đen đưa lên. Mũ cảm ứng ý thức. Vài lãnh đạo có phản ứng. Đây không phải là loại mà địa cầu chúng ta phòng chế, mà là mũ trụ nguyên bản trong vũ trụ hồng ở bên cạnh mở lời. Các nước cho các chuyên gia chuyên nghiên cứu chế tạo máy cảm ứng ý thức này đi, sẽ hiểu rõ đây là hàng trong vũ trụ. Rất nhiều vật liệu căn bản không thể chế tạo được trên địa cầu. Đây là thứ mà ta mang về từ hành tinh khác trong vũ trụ, La Phong nhìn lãnh đạo các nước. Thông qua mũ cảm ứng ý thức, các nước có thể phái một người sử dụng nó, cho ý thức tiến vào mạng vũ trụ giả định. Lúc trước, ta đã nói khái quát về mạng vũ trụ giả định này rồi, La Phong nói làm các lãnh đạo ở đây đều sôi trào. Tiến vào mạng vũ trụ giả định. Đây là địa cầu lần đầu tiên chính thức nối với vũ trụ mênh mông. Có thể chính thức biết được rất nhiều tin tức trong vũ trụ mênh mông. La Phong, có mấy cái mũ giáp này. Lãnh đạo Hoa Hạ Quốc có vẻ hơi kích động. Ta có thể cung cấp 6 mũ cảm ứng ý thức, La Phong nhìn về phía mọi người, 5 đại cường quốc mỗi nước một cái. 23 thành phố căn cứ, mỗi căn căn cứ thị một tháng được sử dụng một ngày. Phân phối như thế nào thì các ngươi tự lo, lúc trước La Phong mua mũ giáp này đã chuẩn bị làm việc chi tiết. Muốn cho cả nhân loại địa cầu tăng tốc độ tiến bộ thì phải làm cho họ tiếp xúc với bên ngoài. Mà truy cập vào vũ trụ giả định chính là một biện pháp tốt. Mà loại tài khoản vô danh này thì bất luận kẻ nào cũng có thể dùng. Nhưng, các nước không có tiền vũ trụ, do đó cho dù truy cập vào vũ trụ giả định, cũng chỉ có thể xem xét một vài tin tức miễn phí, nhưng không cách nào tiêu tiền được. La tiên sinh, Tổng thống da đen của Mỹ Lợi Kiên, nước Mỹ, hơi kích động, ngài nói đúng, việc này có ý nghĩa không thua kém gì lần đại Niết Bàn. Tiến vào vũ trụ giả định là bước đầu tiên của người địa cầu chúng ta bước vào vũ trụ, cũng là một bước mấu chốt. Ta còn có một chuyện trọng yếu hơn nữa mà chưa nói, La Phong nói. Yên tĩnh. Những nhà lãnh đạo trong sảnh hội nghị đều nhìn chằm chằm vào La Phong, muốn biết còn có việc gì trọng yếu nữa. Ta có một thứ nước tên là tử quang lộ, một thứ nước trưng cất kỳ dị. Khi dùng 10 gram tử quang lộ là có thể làm một đệ tử cao cấp của võ quán tiến hóa thành võ giả, La Phong nói. Hả? Công hiệu đến bậc đó sao? Cũng chưa phải là bảo vật gì. Trong những lãnh đạo ở đây, có vài người không kìm được thấp giọng thảo luận. Những người khác đều nhìn La Phong. Trên địa cầu cũng có những thứ tốt hơn tử quang lộ. Tỷ như thảo mộc chi linh mà lúc trước La Phong tìm được. Chỉ một phần thảo mộc chi linh là làm cho người trong nhà trở thành học đồ bậc 2, bậc 3. Hiệu quả đích xác mạnh hơn rất nhiều. Nhưng, vì thảo mộc chi linh quá hiếm, đến cả các chiến thần cũng ít người có được. Số lượng ít quá thì chẳng có ý nghĩa gì. Ta có rất nhiều, La Phong lại nói. Những lãnh đạo đều sửng sốt. Nếu gọi là lượng lớn thì có thể cho bao nhiêu người sử dụng? Một lãnh đạo đến từ thành phố căn cứ Phi Châu không kìm được hỏi. Toàn thế giới, La Phong trầm giọng nói, ta có thể cung ứng cho tất cả đệ tử cao cấp các võ quán toàn thế giới. Chỉ cần mỗi nơi trên địa cầu sinh ra một đệ tử cao cấp của võ quán rồi uống vào tử quang lộ, ta sẽ làm hắn trở thành vũ giả. Toàn thế giới, cung ứng toàn thế giới. Trời ạ, việc này. Rất nhiều người đều biết một đạo lý, càng là bảo vật thì số lượng càng ít. Đích xác, với số lượng khổng lồ tử quang lộ như vậy, La Phong phải bỏ ra 8 ức đồng Hắc Long. Người giàu nhất hành tinh bình thường, như Bạch Lan Tinh chẳng hạn, thì tài sản bản thân cũng không bằng con số này. Một lượng lớn tử quang lộ như vậy đích xác không dễ dàng gì. Tỷ lệ giữa tổng dân cư và đệ tử cao cấp võ quán có tỷ lệ đại khái là 100:1. Như vậy chẳng phải, trên địa cầu có thể sinh ra gần 70 triệu võ giả. 70 triệu. Không chỉ có như vậy. Rất nhiều người đều cho rằng mình không có hy vọng trở thành võ giả mà từ bỏ. Nếu biết trở thành đệ tử cao cấp là có thể đột phá, khẳng định sẽ cố gắng thêm. Tin rằng tỷ lệ đó sẽ được hỗ trợ giảm đi. Như vậy số lượng võ giả trên địa cầu sẽ có thể trên 1 ức.
gen nhân loại sẽ nhanh chóng phát sinh tiến hóa. So với mô hình tiến hóa mà chúng ta dự kiến thì sẽ nhanh hơn ngàn vạn lần. Những lãnh đạo hoàn toàn xúc động phát điên người. Tin này quả thực còn làm họ kích động hơn vô số tiền bạc của cải. 10 gam một người, 1 cân cho 100 người, 1 tấn tử quang lộ có thể cung ứng cho 10 vạn người. Lát nữa, ta sẽ dựa theo nhân khẩu các nước mà chia tỷ lệ 1 phần 10. Trước hết cung cấp gần 700 tấn tử quang lộ, La Phong nói. 700 tấn tử quang lộ. Lãnh đạo các nước tựa hồ đã thấy toàn nhân loại đang tiến hóa nhanh chóng. Cùng ngày, La Phong dựa theo dân số các quốc gia, các thành phố căn cứ mà phân chia hạn ngạch nhất định tử quang lộ. Quá trình tiến hóa của địa cầu đang chính thức được bắt đầu. Các quốc gia đều thấy được bình minh tiến hóa của nhân loại địa cầu. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần cũng rất chờ mong. Khi các nơi trên địa cầu bắt đầu thí điểm thử sử dụng tử quang lộ. Hơn nữa hoàn toàn vui mừng vì công hiệu đáng ngạc nhiên của tử quang lộ, thì vào lúc 9 giờ hoa hạ, sáng ngày 25 tháng 11, trong không gian hệ mặt trời có một phi thuyền hình đĩa bay màu xám bạc đang đến gần địa cầu. Một hành tinh tuyệt đẹp, xanh thẳm, màu sắc làm cho người ta phải rung động trong phòng điều khiển phi thuyền. Thuyền trưởng cao lớn tuấn mỹ, mặc quân phục tác chiến màu bạc, mặt lộ vẻ hưởng thụ, nhìn ngoại cảnh giả định trước mắt, lúc này đang hiển thị một tinh cầu màu xanh thẳm. Quả làm cho người ta phải đắm đuối. Ta yêu nó. Đúng rồi, ta yêu nó. Vì nó có thể cho ta địa vị, cho ta tiền bạc. Các thuyền viên bên cạnh cũng gào lên vẻ kích động chẳng phù hợp với lời cảm thán đầy trữ tình của thuyền trưởng. Đúng vậy, đây là một hành tinh không có chủ nhân, đối với nhà thám hiểm vũ trụ như bọn họ mà nói thì đó là một việc tuyệt vời biết bao nhiêu. Đến đây thì cũng khép lại tập 102 Thôn Phệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.